Thor Trip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn Performance Plus của Duy Nguyễn tại Thor Gym quận 12. Đây là một chiếc máy rất phổ biến có tên là Inner Outer Thigh. Máy này nó có hai cơ chế tập nha bạn, đùi trong và đùi ngoài. Đùi trong là phía trong đùi, đùi ngoài là phía ngoài đùi. Nhưng mà cái đùi ngoài nó ăn mông, đùi trong nó ăn bẹn. Riêng bà này vô mông không vô đùi. Bạn nào đùi to là tập bài này rất phù hợp. Đây, vị trí này là tập đùi ngoài nha. Nè, tại sao ra được vị trí này? Những chốt đây đi từ theo chiều kim đồng hồ, đi từ 1 tới 10. Số nhỏ tập đùi ngoài, số lớn tập đùi trong. Duy đang ở vị trí số 1. Kéo này lên. Cái chân dùng để lái nè, kéo lên, đúng không? Kéo lên hết luôn, kéo lên hết. Đây 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 đây. Vị trí số 9 đó, chỉnh này lại này hơi vất vả rồi đó, thấy ghê chưa? Ép vô nè, tay ngồi bình thường, vịn này cũng được, vịn cái cây cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ép lại, ép. Rồi xong. Tập đó xong đúng không? Cũng ép vô vậy nè, nhưng mà chưa ra. Quay cái này ra, thọt cái này vô. Quay cái này ra, thọt cái này vô. Đó, mông nè, mông nè. Bước ra, bước ra. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tà thẻ phi quay. Máy 130 triệu. Power 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Đây.